ไม่เป็นไรค่ะAnh nói cậu gì ạ? Anh nói là khuôn sủi má, tức là câu đẹp lắm. Cái cậu mới là khám khuôn kha, tức là cảm ơn anh. Và anh mới nói là mấy bạn lại khám, tức là không có chi. You understand? Chết, chết là Lý đâu? Lý đâu? To lẻ. To lẻ. To lẻ. Là gì? Là like, là nhiều kiểm. Giả gì bỏ ông giờ nữa. เราตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องบินหากท่านมีข้อขัดchút xíu à. Chút xíu là bao lâu? Bằng tiếng không? Trời ơi, nó nói chút xíu mà bằng tiếng gì? Anh hỏi anh chi hả? Thì anh hỏi có từ giờ đặng anh đi restroom. Đâu đi restroom hả? Restroom đi mấy lần cũng kịp á. Vậy đợi này cả tiếng hồ hả? Gì tiếng? 8 tiếng. Chuyện máy bay làm gì 8 tiếng lên. Đi đi, qua đây coi. Phải chiều trước nghe lời anh bút cho hắn y bà, mình đâu có chờ chuyển máy bay lâu dữ vậy nè. Tại vì hắn y bà nó không chịu sell. Còn hắn Thái Lan nó đang sell mà. Hơi buổi khó khăn chứ bộ. Trời, buổi khó khăn. Thấy hả, lúc nào hả vé máy bay mà cheap, vé máy bay mà rẻ đó, nó bút cho tụi mình đi à. Cái gì dữ vậy? Chờ có 8 tiếng đồng hồ mà ba thằng mình tiết kiệm được 90 bạc á. Đây, bên kia có gì đóng thì đi qua coi. Nè, đưa vé máy bay với passport đây. Hai bay chuyên môn là mất độ không à? Có gì mất công lắm. Đưa đây. Cháu dữ rồi. Đi. ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยองค์เหนาเยอะเมิดกว่าน้องด้าผักเดินเลยเกี่ยวอ๋อแล้วมันไม่ได้เต้าได้ไวโอกาสจริงครั้งเดียวครับถือว่าถอนตัวกับกาซิอาสรถยิงโอ้โหกาซิอาสเดาทางถูกนะครับพีเกกาซิอาสคนที่สองของเกาหลีใต้ยกโซเฟียขนาดซ้ายครับแต่ว่าจุดโทษเขายิงด้วยเท้าขวาเขายิงถ้ายิงเข้าจะนำเกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบตัดเชือกฟุตบอลโลกcái áo đổi lộn với cái thằng cha kia rồi. Rồi sao? Thì giấy tờ ở trong chứ sao? Trời đất ơi, chạy đi kiếm lẹ đi.
Thì 10 giờ sáng ngày mai á, có passport mình ra phi trường đi standby về. Ở lại Thái Lan có một đêm làm gì cằn nhằn dữ vậy? Nếu anh không đòi giữ giấy tờ đâu có ra nông nổi vậy. Thì anh không giữ giấy tờ của hai đứa thì anh cũng làm mất giấy tờ của anh thôi. Thì mất mình anh thôi chứ. Có gì khác đâu. Giờ thí dụ anh mất cái passport đi, không để Sơn với Liêm nở lòng nào để anh ở lại đất Thái này đi về Mỹ mình à? Có phải không? Có phải không? Ê, Thảo, giận chơi thôi, giận hả cha? Liêm không có giận á. Chẳng giận thiệt kìa. Thảo. Không, giận chơi mà giận chơi. Nói nghe, nói nghe. Lát người ấy gì cũng chắc dành được anh Thái. Thôi, cài lông mặt rồi. Nè. Gì đâu giận như vậy. Không ăn được anh Thái thì anh em mình đi uống bia. Ừ. Thôi, bụng bự luôn không uống. Em dẫn anh đi, massage Thái. Tại sao hồi nãy ở dưới hotel á có cái massage á, Liêm không dẫn anh vô, dẫn anh đi đâu mà xa quá vậy Liêm? Trời ơi, không có hiểu gì hết trơn á. Ở Thái Lan này nổi tiếng nhất là foot massage. Cho nên là mình phải đi bộ cho thiệt là xa. Cho nên là mỗi chân á, là tới đó massage nó mới đã. Trời ơi, bởi vậy ta mới gọi là massage. Anh thấy không? Nhờ em chip đó. Không phải. Giờ bút cái vé máy bay chip. Thành ra bây giờ anh mới được thưởng thức cái môn mà foot massage nổi tiếng của Thái Lan. Tôi đừng nói nữa, tao lâu lắm rồi, đi lẹ đi. Ê, khoan. Ê, thằng kia. Con nhỏ đứng thành cầu làm gì vậy? Phải người không, hai tượng? Người. Ê, trời ơi, nó muốn nhảy cầu tự tử cha ơi. Nè, báo trước nha, mình ghét nhất là nước nha. Con ha. Hai mày đứng yên đây nghe, để tao lại tao coi nha. Đi Thái Lan qua nói đi. Khó thốt khạp. Khun tham lái. Thái, tính cho cha tay. Ê, điều. Cậu nói gì vậy, Cậu nói cậu muốn nhảy vào cầu tự dẫn chết. Trời đất ơi. Ấy giờ anh qua anh nói chuyện với cổ, anh kéo dài thời gian qua đi. Em với Liêm đi vòng qua phía bên kia, chụp cái mông cổ lại. Ê. Không, chụp cái hông cổ lại. Chụp đàng hoàng, không chụp tay bạn nghe không? Chụp đàng hoàng mà. Nói câu giờ. Có thốt khắp. Còn thích hôn cha cái đồ nam tay. Chuối bọt bổm. Mi ạc ụp nô thi đăng thi sột thi nại khắp. Anh đi qua hết cầu nè. Tối này sẽ đèn đỏ, thứ gì cỏ trái. Đi ba bốn canh là tới liền. Còn hai anh kia đừng có chụp em. Đâu có chụp gì đâu. Đâu có chụp gì hết. Ủa? Ê, cậu nói tiếng Việt Nam, nói tiếng Việt Nam. Em là người Việt Nam mà. Ủa? Tụi anh là Việt Nam nè. Mày đừng bước tới một nửa, em lại xuống đó. Thụt lùi. Không bước nữa. Nhưng mà anh nói em đi trước nghe. Em mà nhảy dưới á, anh sẽ tình nguyện nhảy xuống dưới ôm em liền. Không phải. Ý anh nói là ôm em để cứu em lên. Đúng. Để anh này anh cứu trước đi rồi anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em. Sau khi nó hô hấp nhân tạo rồi đó, anh sẽ tình nguyện. Anh làm gì? Làm gì? Thôi không dám nói đâu. Nói ra cổ không dám nhảy cầu luôn đó. Mà thôi nè, em đẻ đẹp vậy mà tại sao em muốn tự vẫn? Em bị ép lấy chồng. Hả? Cái gì? Ép lấy chồng hả? Thằng chó chết nào vậy? Ba em. Xin lỗi em. Không phải cho chết. Em ơi, cho anh hỏi thăm là ai mà được diễm phúc, anh nào mà được diễm phúc làm chồng của em vậy? Anh gì mà anh? Tại tụi ông cứu nội em đi cô. Cái gì? Già lắm á, già cỡ anh Thảo á. Mà xưng như vậy mới xứng đáng tụi ta còn ổng. Chị em hỏi mấy anh nha. Sao? Có tiền làm diễm phúc. Muốn cái ai cũng được. Vậy hả? Thì tụi nghe còn ý nghĩ gì nữa? Đúng rồi. Trời ơi, hôn nhân mới có điều kiện chứ. Ít nhất em phải được chia phân nửa gia tài mới chịu. Ừ. Không có. Xin lỗi, hai thằng em của anh đó, nó không có bình thường giống như người ta. Đúng rồi, không giống cha này. Chồng của chết, bây giờ để cho nó chuyện. Thôi bây giờ đó, em bước xuống đi. Thấy không? Anh sẽ tìm cách giúp cho em nha. Em không còn cách nào nữa hết. Em chỉ muốn chết thôi. Nước làm gì? Nước đạt cho cô tỉnh. Nước. Ôi, ông.
ông bà em sang Lào, kể từ thời Pháp thuộc. Đến em làm mấy đời rồi, sau khi nghe mẹ em khuyên, phần thì thấy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cho nên em đồng ý lấy chồng. Sau khi qua Thái Lan thì em mới ngỡ ngàng được biết là lấy một ông già tỷ phú trùm mafia. Dư tiền quá, ông không biết làm gì hết, cho nên ông chơi cái trò sưu tầm vợ bé. Mỗi người vợ ông cưới về là từ mỗi nước khác nhau trên thế giới. Vợ Việt Nam là em. Nghe cái chạy nước miếng. Mafia thôi chứ bộ El Qaeda sao mà cháu quậy dữ vậy? Ở người ta chứ bộ tem sao mà sưu tầm? Ở sưu tầm ai sưu tầm chứ sưu tầm con gái Việt Nam là không có được đó nha. Tự ái dân tộc nổi lên rồi đó. Đúng á. Nếu vậy mình phỏng tay trên của ông trước đi. Sơn phỏng tay dưới cho. Thôi bây giờ như vậy đi, tụi mình tìm cách đưa cô Kiều vượt qua biên giới Thái Lan, trở về sum họp với gia đình để làm. Không được đâu, giấy tờ bắt bơ của em ông giữ hết rồi, còn tai mắt của ông khắp nước đâu cũng có, làm sao mà em trốn đi được. Bộ em tưởng anh sợ công già đó lắm hả? Trời ơi, nhìn mặt thằng này mà biết sợ à. Nè, em thấy một thẹo nè, thẹo trên mặt là thấy không? Cái thẹo này á hồi nhỏ. Bị mũi Cà Mau nó cắn á. Thôi được rồi, bây giờ á anh sẽ đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi cái chuyện giấy tờ passport em đừng lo vậy, để anh sẽ cho hai thằng em của anh đi gặp ông già đó lấy passport về cho em. Ai đi gặp ông? Thì Liêm với Sơn chứ ai. Ê, còn anh? Anh gì tự nãy giờ anh nói mà hai đứa bay không nghe vậy trơn á. Anh nói là anh sẽ đưa cô Kiều về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi trước để chờ hai thằng bay đem cái passport về. Ý, chơi giọng cha vậy. Làm như đại ca của người ta vậy. Ông ấy để em đưa cô Kiều về khách sạn cho. Anh đi với Sơn đi. Ý, Sơn cũng đưa cô Kiều về khách sạn mà. Cái gì, hai đứa đưa cô Kiều về khách sạn để anh đi mình sao? Thì hồi nãy anh nói anh không sợ mà. Thì anh đâu có nói anh sợ đâu. Vậy đi mình đi. Đi đi. Nhưng mà để cô Kiều một mình đi với hai đứa bay, tao không có yên tâm. Thôi anh đừng có lo gì trơn á. Em với lại Liêm sẽ bám sát đi, dính với cô Kiều luôn. Bởi vì anh này mới lo đó. Thôi ba đi chung đi. Một mình ảnh đánh không lại mấy chục thằng xã hội đen đâu. Còn em ở lại khách sạn đợi mấy anh về trước khi trời sáng. Mà mấy anh không trở về thì mấy anh biết tìm xác em ở đâu rồi. Thảo ơi, mình có đi lộn chỗ không vậy? Chỗ gì mà lớn quá vậy? Nhìn giống cái tòa bạch ốc quá. Bạch ốc gì bạch ốc? Ở đây là Thái Lan. Quên, bự quá. Ok, đúng là chỗ này rồi. Tất cả chuẩn bị tác chiến. Ok, vậy bây giờ anh với Liêm đi vô trong đó đi. Sơn đứng đây canh chừng cho. Ê, canh chừng ai ngoài này? Sơn canh chừng coi có thằng nào nó chạy ra. Sơn nhớ mặt đó. Nếu có thằng nào chạy ra là hai thằng này nè. Sợ không còn mạng chạy ra. Tụi bây bình tĩnh chút có được không? Nghe anh mày dặn dò nè. Sao? Cái điều thiết yếu nhất, đừng bao giờ tỏ vẻ sợ hãi, hiểu chưa? Nếu như lỡ có chuyện gì mà rụt lịch xảy ra, tất cả theo kế hoạch cũ thì dặn. Kế hoạch cũ là kế hoạch gì? Mạnh nào thấy chạy. Ê, đứng lại. Chuẩn bị. Vô.
Bosses, who are you? I am Việt Thảo. I am Vân Sơn. And I am Bảo Liêm. They are Việt Thảo, Vân Sơn, and Bảo Liêm. He says, who can? He means, what are you? What? We come here for Kiều's passport. If we don't get it, you will never see her again. Chứ mới giật tài, chơi đuôi, chơi đuôi. Thấy anh mày làm gì chưa? Hai người bay còn phải học hỏi anh mày nhiều. Đi. Thank you.
Ủa? Kêu! Kêu! Má đi về rồi hả? Có gì bao cho em không? Nè! Chật rồi! Không phải bao của em! Gì vậy? Má bị ông già đã gạt rồi!
chúc anh ngủ ngon nha. Khoan. Ấy có gì anh không ngủ được không? Không ngủ thức làm gì? Thì tôi thức tôi chơi. Người ta ngủ hết rồi anh thức chơi với ai? Tôi chơi với... Chiều khuya lơ khuya lắc không đi ngủ. Ở đứng đó mà chơi. Ủa sao anh kêu tụi tôi về hết rồi anh đứng đây anh làm gì vậy? Thì tao đứng đây tao... chơi. Vậy ba đứng đi chơi nha, em vô ngủ trước à. Ôi dạ, ôi dạ. Tôi chơi gì kỳ cục vậy cha? Gì kỳ cục? Vậy chứ tao đứng đây tao đâu có gì đâu mà tao chơi. Vậy sao anh chơi tay anh, chơi tay tôi? Chơi tay tao đau sao mày? Khoan, nó chơi cho vui. Nếu mà tối có gì cần đó cứ kêu ba để anh qua giúp cho nha. Dạ vậy thôi, cảm ơn mấy anh nha. Thấy rõ ràng rồi nha. Hồi nãy có nhìn tôi có hôn đắm đuối. Ngày mai thấy tôi với cô Kiều đi đâu, làm ơn biết điều tránh ra để tôi làm việc nha. Hả? Cái gì? Gì vậy? Con mắt lọt trồng hả cha? Lọt trồng hả? Sao vậy? Trời ơi, cô hôn là hôn tôi nè. Ừ, có chút xíu gió của tôi bị đặt hiểu lầm. Nè, bung ba cái đúng áo luôn, thấy chưa? Trời ơi, phê quá. Tức cười ác bay quá đi. Sao vậy? Cổ hôn là hôn thằng anh mày nè. Không tin hả? Không tin hả? Không tin bây giờ ba thằng qua bển hỏi cổ cô cứu thương thằng nào. Không, để anh em khỏi mít lòng với nhau. Đồng ý. Đồng ý. Mắc cười quá. Dạ. Dạ. Ngồi nào. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi cha. Đâu tụi anh định qua hỏi em. Hỏi gì quên rồi. Cha này cha già rồi. Đầu óc bị lú lẫn. Tụi anh qua đây định hỏi em là em mới tắm xong rồi. Không phải. Rồi bạn bên kia hỏi gì qua hỏi đó đây. Hỏi đi. Không phải. Ý tụi anh qua đây muốn hỏi là cho mượn cái khăn tắm.
Ờ, bộ em đá banh dữ lắm sao mà cái bắp chuối nó cứng ngắc vậy hả? Ban ngày đồi núi chập trùng dữ lắm mà sao giờ nó cứng ngắc hả? Mộ em gọi đầu bằng xà bông chanh sao mà chua quá vậy? Mình đang ở Bangkok. Từ đây mình sẽ đi bằng xe lửa tới Nong Khai. Ở đây gần biên giới Thái Lào. Từ đó mình tìm cách băng qua sông Mekong là tới. Mình thấy có được không? Được. Đẹp chứ. Quá đẹp. Đẹp. Cái gì đẹp? Nong Khai đẹp. Đẹp lắm á. Quá đẹp luôn. Hai đứa bay có tới đó lần nào đâu không biết đẹp. Nhìn bản đồ nè. Đồi núi chập trùng. Đâu gì đẹp đâu. Anh ngồi anh hướng bên đó anh đâu thấy gì đâu đẹp. Nhìn bên này qua nè. Rồi mà hướng bên đây rồi mới thấy đẹp. Còn bên đây mới thấy đẹp. Đẹp lắm á. Đẹp á. Bực bội quá. Gì vậy? Ăn không yên à? Coi nè. Giả ai cũng kêu giả. Giả Nhật. Xấu quá à. Kêu gắn râu nữa đó. Nhột cũng chết luôn à. Xấu vậy á. Nó nhìn mày không ra. Giả dạng đồ đẹp chứ xấu nữa. Vậy sao không kêu ông Thảo giả người Nhật luôn đi. Kêu giả người Thái Lan làm gì? Bạn biết có nước Thái Lan mà. Ông giả Thái Lan mà người dân quê vậy mới giống chứ. Ê, gì vậy? Lấy gói được sao? Trời đến chết mới ăn em. Vậy chứ tại sao ông Thảo được ở chung phòng cô Kiều Liêm được? Thì tại vì mỗi phòng thì chỉ có hai người thôi. Nếu mà Liêm cảm thấy bực bội quá thì đưa bên kia đổi chỗ với Thảo cho. Được không? Vậy đi. Ngồi được đi. Nhưng mà nhớ nha. Đổi chỗ với lại cô Kiều á. Đừng có đổi chỗ với Thảo. Để cho cô Kiều qua đây ở với Liêm. Giỡn chơi hoài. Ê, hai mẹ đi lộn buồn rồi, qua bên kia nè mẹ. Anh Thảo đang nắng kênh cho em nè. Ừ. Để em bên dậy cho mọi anh. Thôi, em cứ ngồi tự nhiên. Ngồi đi. Để Thảo đứng dậy cho mẹ. Đứng dậy. Đứng dậy. Hồi nãy giờ không ê đích à. Ok, bây giờ bốn mặt một lần. Anh hỏi cổ cho rõ ràng đi. Hỏi gì? Thì câu hỏi mà tối qua anh em mình muốn hỏi cổ á. Ừ. Câu hỏi gì? Bây giờ anh không nhớ phải không? Được rồi, để tôi hỏi cổ. Em. Dạ. Yeah, who are you? They don't belong to be in here. I'm sorry, you have to get back to your seat. Go. Nào. Bye bye. Hai bay đi, này để lại. Bye. Come on, go. Nào. Okay, sir. Bye. Vậy mà còn coi là anh em gì nữa? Anh em còn khỉ khô gì? Chưa gì hết trơn thì chơi chả bóp chân cô Kiều rồi. Một lát nữa này chả bóp cái gì nữa. Em biết không, ở bên Mỹ á, khi ra ngoài ít khi nào mà anh tự giới thiệu mình với người ta. Tại vì nhiều khi người ta không hiểu á, người ta nói mình nổ. Bữa nay là tại vì em bị trật chân á, thành ra anh mới để lộ thân phận của anh ra. Chứ em đừng có nghĩ gì hết rồi nha. Dạ đâu có. Em thích những người đàn ông mà thành thật như vậy đó bác sĩ. Ấy, đừng có kêu bác sĩ. Tại vì em kêu bác sĩ á, lỡ thằng Sơn, thằng Liêm mà nó nghe được á, nó nói anh muốn giật lè với em. Thấy không? Nè bây giờ em phải ăn nè. Ráng ăn cho có sức, để mình còn đi xa lắm. Em ớt được không? Dạ được. Vì em hết đó nghe. Chứ cái này là kỳ với anh lắm á. Không có bao giờ anh đụng tới nó đâu. Kỳ lắm á. Nè đó, em ăn đi. Dạ. Ủa cái gì ca gì? Ê ấy à ớt Kiều ơi Kiều ớt ớt.
lấy nước. Nước Kiều ơi, lấy nước, nước, nước. Để ra ngoài lấy nước canh nhá. Cay cay quá Kiều ơi, Kiều Kiều, lẹ lấy nước cho tới Kiều. Lẹ lên, lẹ lên. Cay quá, lẹ nước. Đó, đó, đó. Có nghe tiếng len keng đó không? Đó, nghe không? Đó. Liêm không sợ tiếng len keng. Liêm sợ tiếng sột soạt. Không lẽ cứ ở đây chịu đựng như vậy sao cha? Còn lâu. Hay là giờ Sơn ra trận ông xét ghé này. Liêm qua bà Liêm hỏi cổ cho ra sự thật. Liêm chặn ông xét ghé đi. Sơn đi hỏi cổ cho. Bà đâu sao cũng được. Đi. Đi. Cái gì vậy? Chết mẹ, trễ rồi. Mới có mấy phút mà trễ rồi. Trời ơi. Cái thảo cho thời hay dữ gì sao? Vậy là tan nát đời em Kiều của tôi rồi. Kiều ơi. Kiều ơi. Buồn quá gì làm nhớ chơi tôi. Xin lỗi em. Em vào không đúng lúc. À, nước đâu? Nước, 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 nước. Hô, hô. Where is the girl? What? I says, where is the girl? The girl. Oh, let me down. I'll tell you. Let me down. Well, I don't know where the girl is, but I know for sure that the other two guys in the next cabin. Okay? Sorry. 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 Ráng đi.
À, không 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 không, đừng đừng kêu bác sĩ, họ không có sao đâu. Hồi nãy cái tụi áo đen đó bị anh đánh tụi nó te tu á, chạy xếp hàng có cờ mà, chứ không phải như hai cái thằng gà mái này đấy, cứ thể đụng chuyện cái là chung vô buồn trốn à. Thì cái hồi nãy mà không có thằng anh này đó hả, thì tao không thể tưởng tượng được là cái chuyện gì sẽ xảy ra cho cô Kiều nữa. Hồi nãy thì thấy nhiều sao lắm, nhưng bây giờ thì bớt nhiều lắm rồi. Vậy em đưa anh ghế ngồi nha. Tự nhiên trong người nó lạnh rung hết trơn à. Nó lạnh quá, lạnh quá, em có cách nào làm cho anh bớt lạnh không? Để tôi giúp cho, anh lạnh. Để tụi em giúp cho. Đó, không. Đỡ anh lên. Tôi nói là lạnh. Đỡ anh lên, để anh lo cho. Để tụi em giúp cho mà. Đỡ anh lại cho anh mấy cái bệnh. Anh đeo lâu ngày có gì không để cái hàng mì yên đâu. Kiều ơi, hai đứa tụi anh có cái chuyện này. Mày để Liêm nói cho. Sơn nói cũng được vậy. Sơn cứ nói lòng vòng cái mồm. Để Liêm vô thẳng vấn đề luôn á. Liêm anh gian đi. Gian luôn gian. À, Kiều, tụi anh có một vấn đề rất là băn khoăn từ hôm qua tới nay. Tại vì có anh Thảo nên không có tiện nói ra. Hôm nay chỉ có ba người. Anh muốn nói là cái chuyện đó nó chỉ liên quan tới anh với Sơn thôi. Hai đứa chứ anh Thảo không có liên quan gì hết trơn á. Mình nghĩ gì tới ảnh nữa nghe. Vấn đề là như vậy. Anh Thảo có chuyện gì không nữa? Anh không có bị gì đâu, đừng có lo. Thôi đem qua tòa ảnh đó sao không? Khỏi qua em ơi. Tại vì tôi quên nói với em á, là anh Thảo anh bị cái bệnh giật kinh phong. Đúng rồi. Đang lên cơn đó. Mỗi lần lên cơn gì anh giật chừng 3-4 tiếng là chết à. Không có, 3-4 tiếng là anh hết giật. Sao hết trơn á. Tụi anh quá hả? Trời ơi, bị kinh phong vậy tội nghiệp gì. Sao vậy? Trời ơi, anh còn bị nhiều bệnh khủng khiếp hơn vậy nữa đó. Nhiều bệnh lắm. Ví dụ như là bệnh ghẻ ngứa. Nhớ đừng đứng gần ảnh nha. Đứng gần ổng coi chừng bị lây á. Đó, thấy không? Yên rồi thấy không? Hết giật rồi đó. Giờ bắt đầu qua bệnh ghẻ ngứa đó. Em không tin em về phòng em coi. Trời ơi, chả đang chạch quần cho nó chả gãi vậy nè. Trời ghê lắm. Trở lại vấn đề của tụi anh nha. Vấn đề của tụi anh là anh muốn nói gì rồi? Ủa vậy hả? Mấy anh muốn hỏi ý kiến của em cái gì? Đúng rồi, tụi anh đúng rồi. Phải hai anh hỏi em mới nói nha. Cứ nói tự nhiên đi, đừng ngại. Nói đi, đừng quá. Anh Sơn á, hơi to con á, nhưng rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi, con người lúc nào cũng lịch sự và dịu dàng. Còn anh Liêm á, Anh sao? Hơi nhỏ con, nhưng rất là cứng rắn. Chứ sao, trời, người có lập trường mà. Cho nên á, Sao? Đúng quá. Sao em nghĩ là anh Liêm á là chồng, còn anh Sơn là vợ, phải không?
Thôi em xin phép ra ngoài, tao đánh tí xíu nha. Trả lại tự do cho hai anh. Nhớ khóa cửa điện thoại với mấy chị. Tha ở đâu vậy Tiêu? Tại sao không à? Để hoàn cảnh này kéo dài thế là con Kiều được lọt vô tay của Thảo thôi. Tại Liêm á. Liêm sao? Nó đẻ hung ta nè. Nói nữa, theo cụ kiếm cách giải thích cho cụ hiểu rõ ràng đi. Lẹ lên. Kiều ơi, hối đại đi cụ chậm á. Không biết phải giải thích với em như thế nào à, nhưng mà thật ra đó là em đã hiểu lầm anh rồi. Anh không phải vậy đâu à, thằng Sơn á mới đúng như lời em nói vậy đó. Tội nghiệp nó ghê à. Nói cái gì bậy bạ mà. Kiều ơi, anh Sơn nè cưng. Kiều. Kiều ơi, à, em đừng có nghe anh Liêm nói vậy nha Kiều. Anh Liêm chọc anh là giỡn chơi thôi à. À, em biết không, ngay từ cái giây phút đầu tiên mà gặp gỡ em đó thì ba anh em tụi anh nè đã đem lòng thương mến em rồi mà không có ai dám nói ra hết trơn á. Tại vì biết chính em mới là người quyết định cái chuyện này, thành ra mấy anh em tụi anh muốn đi hỏi em à, để mà em trả lời cho nó rõ ràng, để mà ba anh em đừng có bị dẫm chân lên nhau nữa. Riêng anh Thảo á thì anh biết là em không khoái gì băng mặt chả đâu phải không? Trời ơi, em chả vừa già vừa xấu vừa lùn bệnh tật tùm lum hết trơn á. Đó, thành ra đứng kế em đâu có xứng, chỉ còn lại có anh với anh Liêm đây thôi à. Em nói đi, vậy em thương ai em nói đi, nói đại ra đi cho tụi anh mừng, thấy không? Nói đi, mắc cỡ thì nói đại chẳng nói cũng được. Anh Sơn hay anh Liêm? Ờ hả? Kiều ơi. Kêu. Bay đó một chút nữa tao tính. Bây giờ phải giải cứu cô Kiều gấp. Hai thằng mày qua bên kia, tao qua bên đây. Ok. Chăn mày quá đi. Gì? Em đưa cô Kiều đừng có cho anh Thảo biết nha. Làm như tôi ngu dữ lắm vậy. Thì dặn tao thống nhất vậy mà. Nhưng mà lỡ rồi anh Thảo tìm được cô Kiều trước mình làm sao? À ha. Tụi em thấy cô Kiều đâu hết. Anh thấy không? Không, không thấy. Ủa, tại sao hai đứa bay về nhanh quá vậy? Có gì giấu giếm anh mày phải không? Giấu giếm gì? Thì anh cũng về nhanh quá nè. Ờ. Anh cũng giấu giếm thì em gì không? Giấu gì giấu. À, hai mày định giở trò tương kế tụ kế để qua mặt tao phải không? Cô Kiều đâu? Cô Kiều đâu? Cô Kiều đâu, anh mới là người biết rõ. Vô đây tránh đường cho tao đi. Hai mày phải biết mình đang làm cái gì trên chuyến xe lửa này chứ. Cái chuyện chết sống của cô Kiều mà cứ ngồi từ đó đó lo tính cái chuyện gì đâu không à. Cổ bị người ta bắt sờ sờ trước mắt mà không có thằng nào thấy hết trơn. Cô kêu la cầu cứu gào thét mà ngồi trơ trơ làm như đuôi như điếc như câm vậy đó. Thì hối hận quá đi.
Em Mr. Miyakamoto. No, you are not Mr. Yakamoto. Well. Ah, that is Mr. Yakamoto. And hit by Yoshi Gita. Good eye. Good eye. Get in, get in. Let's go, let's go. Run! Hey, Misa! That's not my car. This car, this car. So, what brings you to Thailand, Mr. Yakamoto? Mr. Yakamoto? Huh? Oh, yes, yes. Excuse me? I was asking, what brings you to Thailand, sir? Oh, a big airplane. Very big. Big. Yeah. Mm, of course. Yeah. Excuse me, sir. Where are you taking us? To the hotel, sir. To the hotel? No, 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 I don't think so. Mr. Yakamoto doesn't want to go to a hotel. Please bring us to the Thailand border. What? Thailand border? Yeah. Oh, are you kidding? Oh, no, 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 no. That is very far. Far? Far. Don't worry, don't worry. Mr. Yakamoto will pay you triple. Tipper? Hey. Okay. Thank you, Mr. Yakamoto. I hope my car will make it. Gì vậy? Gì? Chơi kỹ Thảo. Gì? Gì kỳ? Anh làm gì ép vậy? Ừ, ép vậy ép. Nè, anh tưởng tôi mà chuối sao ép. Sắp thành chú ép rồi nè. Gì chú ép? Trời ơi, trời ơi, sắp thành bánh tráng rồi có. Cái gì bánh tráng? Xếp qua bánh chút xíu anh Thảo. Xếp gì xếp? Chặt quá. Trời ơi, chặt, 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 chặt. Ở đây chặt phải không? Ở đây nào lớn con nhất. Nào lớn con nhất lên đổ cho cô Kiều xuống. Nghe có lý. Có lý, có lý. Lên đi, lên đi. Bảy. Chặt quá. Anh chơi gì anh lên đổi đi, tôi kiếm tay ngồi đi. Có lý, có lý. Không được, không được, có lý. Anh mày bị bệnh xỉn, em ngồi chặt hồi đó mệt ngộp xỉu. Sơn lên đổi đi. Có lý rồi. Có lý, có lý đó. Lên đi, lên đi. Chặt quá. Tội nghiệp bánh Thảo quá. Để em xuống được chỗ cho anh Sơn nha. Có lý luôn. Cô Kiều đó cũng có lý nữa. Lên đi. Tôi không chịu đâu. Không chịu, không chịu. Không chịu. Không chịu hả? Không chịu á. Tới bây giờ nè, ở đây lấy đa số thắng thiểu số. Ai không chịu giơ tay lên đi. Giơ tay, giơ đi. Đó. Chơi vậy chơi được à? Lâu lâu được Kiều ngồi gần chứ không giỡn chơi. Xích qua bển, xích qua cho Kiều vô. Ủa Kiều. Kiều vô đây nè, Kiều, Kiều vô đây. Đó. Qua đây, Kiều, Kiều, qua đây, qua đây. Cái gì vậy? Qua đây. Ê! Go, go. Shit. Mr. Yakamoto, I think I can only take you this far. Oh my goodness. Gì? Gì công bằng.
xua đi cả. Thì nì, mì lòng lèm, mấy cả. Mì kha, chân kha. Nói gì vậy? Ở đây có khách sạn. Khách sạn? Có. Vậy? Đi đi. Gì Liêm? Trời ơi, sao trổ đây mũi dữ vậy? Mũi đâu mũi? Nãy giờ có con nào cắn đâu? Giá bộ à? Kiếm cớ phòng cô Kiều chứ gì? Gì anh? Đập mũi. Bói thui sao thì được đập mũi? Trời ơi, nguyên có mũi bự tù lù đậu trước mỏ sân kìa. Nó mang cái hầm rau của sân mà. Ủa có rau hả? Xin lỗi. Tháo con luôn đi, chắc ăn. Còn để Liêm cũng tháo ra luôn á. À. Hồi sơn cũng tưởng có mũi. Sân đập ngược lại cái là phù mỏ. Ai chơi như Liêm vậy? Ê! Hai bay không ngủ để cho anh mày ngủ. Ngày mai còn đi sớm nữa. Chỉ có cô Kiều không mà cãi hoài. Thiệt là bực mình à. À, mà nghĩ lại cũng tội nghiệp cô Kiều ha. Giờ anh phải qua bển để xong mũi cho cô ngủ. Ê. Dọn cơm sẵn cho anh ăn hả? Cái gì dọn cơm? Cái tôi hỏi anh chứ cái chuyện. Nè, mấy anh ở đây giải quyết công chuyện đi nha. Tôi qua phòng cô Kiều trước à. Ê. Hổ mày. Lẹ Liêm ơi, đây hết nước giờ á. Xong làm như biển hết nước. Ê, sao nãy không rủ cô Kiều đi tắm chung với tụi mình cho nó vui. Nước đây nó không đục lắm nè. Trời, lặn xuống cái thấy trơn luôn. Làm như cô Kiều thích tắm chung với hai đứa này dữ lắm. Thì cổ không tắm chung với mình thì cổ tắm ở dưới, mình ngồi đây mình nhìn cổ tắm mình cũng được vậy. Bây giờ đó mình không có biết là cô Kiều thích thằng nào. Mình không có hỏi được nữa. Thôi bây giờ mình giải quyết chuyện nội bộ nhau đi, chứ để mà ba đứa như vậy hoài đó nó mất lòng nhau hết. Nếu anh không muốn mất lòng anh em tôi, mấy giờ anh với Sơn tự động rút lui đi, đừng có theo đuổi cô Kiều nữa, khùng hả mày. Thôi bây giờ vậy nè, ba đứa mình đó cùng nhau lặn xuống một lượt, đứa nào lặn lâu nhất thì đứa đó coi như là kẻ thắng cuộc, hai đứa kia coi như là thua. Lặn một hơi thôi phải không? Ừ. Không có con trai nào.
Vô nha. Rồi. Rồi. Anh đếm từ 1 tới 3. À. Vừa dứt ba là lặn. Ok. Rồi. Tất cả. À. Chuẩn bị. 1. 2. 3. Ủa sao tao đếm tới 3 hai đứa mày không lặn? Thì anh cũng đâu có lặn đâu. Vậy chứ nếu mà anh mày lặn xuống thì làm sao biết được hai thằng bay không lặn? Nếu hai đứa tôi lặn xuống mà anh không lặn vậy là anh ăn gian, anh thua rồi. Bị lỗi á. Ê, lỗi gì chưa thi mà lỗi gì? Thôi bây giờ làm lại đi. Là sao? Bây giờ đề nghị như thế này nè. Để khỏi thằng nào ăn gian hết á. Mày để tay lên đầu nha. Thế 1 2 3 sao chúng ba nó đè đầu chẳng được. Đè được. Rồi. À, khoan. Không được. Giờ đè đầu xuống rồi anh với Sơn đè tôi xuống dưới rồi. Tôi hết hơi rồi, tôi thở không nổi, tôi trồi lên được rồi sao? Chết. Như cười. Ai cha nội này âm mưu rồi. Thấy tôi đẹp trai tính giết tôi trước phải không? Trời đẹp trai. Đúng rồi. Không dám đâu cha. Đổi cách khác đi. Rồi, giờ Sơn đề nghị nè. Đó bây giờ ba thằng nắm lỗ tai nhau, phải không? Một tay ba kéo xuống lượt. Được không? Kiểu này còn được nè. Rồi nha. Rồi, đó nè. Nắm đàng hoàng nha. Cái tay này dài quá mày. Để ngoài. Rồi, nha. Chặt nha. Rồi, chuẩn bị nữa nè. Im lặng đi đếm nào. Nè, chuẩn bị. 1, 2, 3. Mày thua hả Sơn? Ông Thảo này lùng mà hơi dài quá. Ê trời ơi. Ông xỉu ơi. Có thiệt hả? Tụi nó tới đây kìa mấy anh ơi. Hả? Tụi nó tới. Tụi dập dần sao? Đằng kia nó có cái bè. Thì cái Thảo lên cái bè đi, Liêm đưa cô Kiều lên bè cho. Mà lên Liêm đưa ông Thảo nè. Sơn đưa cô Kiều đi cho. Trời ơi, giờ này còn tính toán gì nữa không biết nữa. Giờ này không tính chừng nào mới tính, Liêm đưa Thảo đi. Để Liêm đưa cô Kiều lên bè rồi hồi Sơn đưa cô Kiều xuống bè. Lên xuống gì cũng vậy mà. Hai anh đừng cạnh em nữa. Hiên thả lên bè mau lên.
em hết. Mà anh Thảo mới ra nông nỗi này, không biết chừng nào anh mới tỉnh lại đây nữa. Thôi, giờ có tỉnh vậy mà cũng điên điên khùng khùng, tỉnh gì chi em ơi. Nếu Thảo có bề gì, chắc em nguyện hầu hạ ảnh suốt đời để tạ tội với ảnh. Trời ơi, thấy chi em liệt cũng đá trúng anh thì anh chưa biết mấy. Ờ, được rồi, đến lát lên bờ đi. Sơn tìm cục đá bự bự đưa cho cổ luyện vô bản mặt của Liêm á, đã lắm á, vô mặt của Sơn á. Em không muốn luyện ai hết á. Chút nữa anh Thảo tỉnh lại, hai anh nhớ giải hết tờ đuôi cho anh rõ. Nếu không anh Thảo trách em nha. Em ôm hiểu này hoài rồi, chừng nào ông mới tỉnh. Tán nữa ông vừa tỉnh nữa. Đang xỉu hả? Vậy chứ nếu mà tao không tỉnh dậy là tao bị trách nhiệm hay sao? Anh Thảo, anh có sao không vậy? Ngoài cái nhức đầu chóng mặt, sổ mũi, đau răng, chật quay hàm, trẹo bán họng, tức ngực, đau bụng, dập mông, bông đầu gối, lồi mắt ra đó anh Thảo, không có sao. Anh Thảo kêu. Sao còn cái bệnh mà khùng khùng sống kể luôn. Chết rồi mẹ. Tụi nó lấy súng máy, tụi nó rượt theo mình kìa. Hù em, hù quá. Chèo cái bờ mau lên. Lẹ lẹ lẹ, mau 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 mau. Chèo cái bờ mau lên. Kéo anh lên bờ. Kéo lên bờ, lên bè. Không kịp đâu, không kịp đâu. Ai ấy có gì anh ở lại chơi nha. Bây giờ địch mạnh ta yếu, bây giờ mình phải tìm mưu kế mới được. Đúng đúng đúng. Bây giờ Sơn đánh lạc hướng tụi nó bằng cách chạy về hướng bên này. Liêm với con Kiều chạy về hướng bên này. Đi đi. Ê! Cái gì nữa? Rồi rồi rồi, chạy qua đây rồi đường lắm, mình gặp lại đâu? Gặp lại chi nữa? Sao vậy? Đánh lạc hướng mà. Ê! Gì qua vậy? Tính gạt tôi hả? Gạt gì? Thấy mặt tôi khờ khờ tính gạt tôi à? Trời ơi, mặt khờ gì? Khôn thấy bầu luôn, gạt ngoài cũng được, khôn khờ. Ấy giờ lên lạc hướng thôi. Sơn chắc con Kiều chạy hướng bên này cho. Liêm chạy bên kia mình đi. Không được thôi, tìm mua kế khác. Tìm khác đi. Mệt Sơn quá. Hay là bây giờ Sơn có ý kiến gì nè. Rồi sao? Hỏi cô Kiều đi. Hỏi sao? Cổ thích ai á thì người đó dắt cổ chạy đi. Được không? Rút ra đi. Hỏi cô đi. Kiều. Ủa? Ủa? Kiều ơi. Ủa? Cô Kiều đâu rồi? Đang rồi, đang rồi. Mua kế hay quá vậy? Cái gì mua kế? Đến lạc hướng cô Kiều luôn kìa. Cổ mới đứng đây tất thời mà. Em Kiều ơi. Không biết gì đâu. Em Kiều. Kiều ơi. Em Kiều. Trời ơi, gì kỳ vậy? Gì kỳ? Không tự nhiên ký đầu Liêm. Vô duyên à? Mới làm cái cục cho trời. Sao không ký đầu Liêm nha? Vừa phải thôi á. Vẫn chơi à? Em Kiều ơi. Em Kiều. Em Kiều. Em Kiều ơi. Ê. Gì nữa? Liêm nghe. Sao? Sơn nói rồi nghe. Sơn không ký đầu Liêm mà sao ký đầu Sơn nha? Ký đầu Sơn nào? Ký con cháu nha, u cụt nè. Liêm muốn u cụt nè. Ủa? Rõ ràng. Thấy không? Bắt tại trận luôn thấy chưa? Ký ngay đầu. Cô Kiều. Cô Kiều.
công nhận á, hên cho mấy người đó dễ sợ không? Không có đàn voi đi ngang hả? Là chết cha thằng quỷ sứ đó với Sơn rồi. Sao? Không biết ai chết à? Chứ còn gì nữa? Gãy cành cây, Sơn té xuống mà không có lưng con voi thì đỡ lại coi. Đè lên đầu tôi nói giống như là trời sập vậy á. Nghe câu đầu tưởng Sơn nổ, nghe câu thứ hai mới biết là Sơn ngu. Đấy. Nghe nói tôi ngu ta. Kiều, sao tự nhiên em buồn quá vậy? Anh biết tận dụng Bánh Thảo quá. Hay là mình quay ngược lại tìm Bánh Thảo đi. Đừng đi, dựng chơi em. Trời ơi, cực khổ lắm, mới trốn khỏi Thảo đó. Cái gì? Ở ngoài đi, nói cực khổ lắm, mới trốn khỏi chỗ này. Trời đất ơi, trời ơi. Trong rừng này mà cũng có tạc răng nữa kìa. Tạc răng Thái Lan tướng tá trắng trẻo đẹp trai dễ sợ á. Ê, bộ hai đứa em tưởng anh mày tiêu rồi hả? Tưởng anh mày bỏ cuộc rồi phải không? Còn khoe, cho dù hai đứa em có chắp cánh bay cũng không thoát khỏi tay anh mày đâu. Bữa nay đó phải dạy cho hai đứa bay một bài học để đừng bao giờ coi thường anh mày nữa. Kêu anh sẽ tới cứu em. Liêm Sơn à, gì? Hồi xưa Du Quan Trung Nguyễn Huệ đánh trận à. 3 ngày đêm liên tục hành quân cái kiểu này nè. Vì hai anh bay khiêng có chút xíu thở khì khì khò khò chứ nữa. Không ra vậy. Ngày mai á, chứ hồi xưa mà vua Quang Trung mà có lính như hai thằng bay á hả? Tôi quánh khỉ khô gì? Thôi đi cha. Hồi xưa người ta khai phiên người ta xây tua. Còn bây giờ ông nằm y đang đóng á. Còn có người đẹp kế bên hầu hạ nữa. Vua vậy? Không lẽ vua xuống rồi khiêng gì lính sao? Trời ơi. Tướng vua người ta làm sao á. Còn tướng anh giống như con heo độc đang bị thập huyết vậy hả? Nặng thấy mồ tổ luôn á. Có chân trơn lắm nghe. Thật quá. À. Ê hình như có tiếng nước chảy. Gì? Phải tới không? Con sông rồi, tới con sông rồi. Hả? Tới sông rồi nè. Thiệt không? Thiệt không? Nghe tiếng sông nè. Ừ, đã quá. Ê, sông thiệt mày ơi. Bên ơi, tới bên cái Thái Lào rồi đó. Tới Thái Lào rồi. Bây giờ ai có ý kiến nào hay vượt qua khỏi con sông này không? Nói nghe thử coi. Vậy mà cũng hỏi cha. Từ ngàn xưa người ta đã biết rồi. Muốn qua con sông mà cỡ bi lớn gì đó không? À. Một á là mình phải đi qua bằng cầu. Còn hai là đi bằng ghe với bằng thuyền. Trời ơi. Trời ơi, hay quá trời quá đó. Đúng rồi. Hay quá ha. Còn ba đó là hai thằng vô dụng tụi bay nín chút xíu nghe anh mày nói được không? Ờ tôi biết rồi. Gì? Làm đặt răng đu dây qua bệnh phải không? Nổi không? Ê, ê, ê. Ê, ê. Ê, đâu ai mà
nói tiếng Việt đã lỗ tai quá vậy nè. Ê, người Việt Nam hả? Trời ơi, hay mà gặp được người Việt Nam. Chú Việt Nam hả? Trời thiệt là mừng quá. Ở đây mà gặp được người Việt Nam chắc khác lắm, trời cứu rồi. Việt Nam. Ủa mấy cậu ở đâu mà lặn lội lên tuốt ở trên này vậy? Dạ tụi cháu á, qua bên này. Trời đất ơi, trời ơi. Gì? Trời đất ơi. Ở đâu mà xuất hiện một người đẹp quá trời quá đất vậy nè? Dạ thưa chú. Nè người đẹp, em tên gì? Tối nay có rảnh không? Dạ, chào chú. Dạ chú. À, tụi cháu ở bên Lào qua đây chơi đó, lỡ mất visa với passport hết rồi. À, chú có cách nào giúp cho tụi cháu cái chiếc xuồng để đi qua sông hả chú? Nhờ chú giúp. Dạ. À, đối với người đẹp thì chuyện gì cũng được mà. Dạ, dạ phải. Chứ đừng xưng giống như vậy, cháu ngại lắm. Ồ, cháu cũng ngại lắm chú ơi. Ờ, đúng. Cháu cũng ngại lắm, cháu cũng ngại nữa. Cháu ngại khủng khiếp luôn á. Chú lên chiếc chẳng nhất chiếc tàu chứ. Dạ, đúng rồi chú. Lẹ. Dạ, cháu ngại quá. Đi Kiều ơi. Đi Kiều. Ở đây có bộ vui dữ rồi chú ba. Đó, người đẹp thấy không? Cái làng Việt Nam mình ở đây á, mỗi một lần mưa xuống á đều ngập lên vậy nè, thành ra ai cũng ở nhà sàn hết. Cái nghề chính ở đây á là làm nghề bánh tráng, cực khổ nhưng mà nó cũng sống được qua ngày. Biết bao nhiêu công lao mồ hôi đổ ra mới có được ngày nay đó, sống quây quần với nhau cho vui, cho đỡ nhớ quê hương vậy mà. Thôi vậy nha, bây giờ người đẹp ở đây đi, để em đi mượn chiếc xuồng, để rồi anh sẽ đưa em sang sông. Quay cái mũi lại. Trời đất ơi trời, nhìn cái tướng cha này chèo làm sao qua tới bên bờ bển được. Anh biết chèo không? Anh dẫn chèo Hoài Liêm dân Cà Mau không biết chèo làm văn mày. Vậy lát anh chèo nghe, chứ để cha này chèo không tới Lào mà tới bên Campuchia. Kéo xuống đi anh mày chèo cho coi. Thiệt. Vậy. Chú ba, đồng bây chè, xin cho chú lên nè. Để anh giúp em cho. Đó, vịn gì cho nó chắc. Em đừng té nghe. Ê, để anh đứng ở dưới nước gần chú ba hơn. Rồi cái em ôm vô hết. Ờ, đó, ôm vô hết. Ôm chặt nha. Sao kỳ vậy? Ôm chặt lưỡi rồi té em kêu sao? Vậy chứ không ôm anh té sao? Ôm chặt này. Ê, dựa ngực vô anh đi. Không phải dựa vô ngực anh đi cho nó chắc. Tại, làm chuyện đi. Em ra. Em. Chú ba. Chữ gì khốn vậy? Thì tôi đang ôm cô Kiều mà. Ra, chú ba. Ê, làm cái gì mày? Hả gì kỳ? Nè, xây ôm anh ngon mồm kiểu này cái này sao mà. Ôm anh nè, sao mày kỳ vậy em? Ê! Chú ba đó cái xong rồi, chú ba ơi, cầm cái kéo chú ba. Kéo chú ba lên. Lên. Kéo lên. Chú ba có sao không? Không sao. Chiếc xuồng. Cái gì? Chiếc xuồng. Còn đường nào nữa đâu mà chạy? Anh để em ở đây rồi chạy đi. Hỏi như em lại rồi, không được bắt các anh nữa đâu. Mà anh hết lòng hết dạ với em, em không chấp anh đâu. Coi như em xấu số vậy. Mình chạy mau lên đi.
Ok, đã đến lúc phải thi hành theo kế hoạch cũ. Quỷ kia đó, nó có thể nó bỏ em đi được, chứ anh đây sẽ không bao giờ. Chú Ba, chú không muốn liên lụy đến chú đâu. Không phải, tại vì ở đây là nhà của anh mà, em biết chạy đi đâu bây giờ. Sắc rồi.
con. Làm Tommy đó, nó kêu về lại đi. Liêm mới giống Tommy á, Liêm lại đi. Sợn á. Không, Liêm giống Tommy hơn Liêm qua đi. Sợn á. Billy, cái đồ gì hiện đâu? Ok, bây giờ Liêm làm Tommy cho. Không, Sơn làm Tommy được rồi, Liêm làm Biêu Lì đi. Không, Sơn làm Biêu Lì đi. Tommy, Billy, get your butt over here now. Come on. For the girl. Hold the girl! Take her to the boat! Go! Ah!
Kêu kêu. Xin lỗi nha, anh chỉ có thể đưa em được tới đây thôi. Nói thiệt không đó cha? Coi chừng chắc gạt mình nữa đó. Anh nghĩ là anh em mình chắc sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Anh chúc cho em được mọi điều may mắn và sống cùng gia đình hạnh phúc. Em muốn mời mấy anh về nhà dùng bữa cơm với gia đình em được không? Em ở nhà có mình hả? Em ở chung với ba má em. Trời ơi, chạy gì trong kẻ mới qua được con sông à? Giờ phải trèo qua núi nữa hả? Được rồi, cảm ơn em. Nhưng mà anh không nỡ để chú ba như vậy. Anh muốn giúp chú ba xây dựng lại làng Việt Nam. Em xin nhớ anh mãi mãi. Lạm dụng tình cảm nha. Trời ơi, trời ơi, nó chia chai. Đi đi Liêm. Gì? Nhớ canh chừng của Kiều cẩn thận nha. Trời ơi, không có Sơn với anh Thảo canh chừng gì nữa. Ở đi đi cha nội á, nhiều chuyện quá. Đi em ơi.